Xin chào mọi người, và nhất là các em trai em gái tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Đây là video clip anh sẽ chia sẻ với các em về cái vận hạn của cái 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của các em. Đây là một cái năm có thể nói là nhìn chung mà từ bên ngoài thì có vẻ là thuận lợi cho tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Tuy nhiên nó chỉ thuận lợi cho nữ chứ không thuận lợi mấy cho nam ở trong cái tuổi này, ở trong năm nay. Vì sao? Vì sao chủ của năm đối với người nam mạng thì là sao thái bạch, trong khi nữ mạng là sao thái âm. Thái bạch là một hao tinh, chủ về sự hao tốn trong cả tiền bạc, có khi là sức khỏe và bổn mạng dễ đau ớn. Còn ngược lại là thái âm thì là một phúc tinh. Chứ mệnh thì cái phúc tinh mà nào mình ở trong mệnh này thì sẽ đem đến phúc lộc may mắn trên rất là nhiều mặt. Một cái tốt một cái xấu thì hai cái sau của năm nó chi phối rất là nhiều cái sự may mắn ở trong công việc cũng như là khó khăn ở trong công việc đối với hai tuổi này. Hạn thì của năm thì nam mạng thì chịu hạn thiên tinh, thì đem lại rối rắm thị phi, dẫn đến những cái tranh chấp mà mình luôn là người thua thiệt. Trong khi hạn của nữ chỉ là hạn tam kheo, một cái tiểu hạn trong hệ thống hạn của năm, chủ yếu đem lại cái sự có khi là xây sát tay chân nhẹ. Vận niên của năm là vận niên long đặc vũ, tức là rồng gặp mây. Nhưng mà nếu mà vận niên long đặc vũ mà kết hợp với sao thái bạch thì rõ ràng là khởi sự rất là nhiều thứ tốt đẹp. Tuy nhiên việc lớn làm là để người ta hưởng chứ người nhâm tuất không được hưởng. Trong khi nữ thì long đắc vũ kết hợp với lại thái âm một phúc tinh thì được nhiều tài lộc, được nhiều cái công việc thuận lợi hanh thông, đặc biệt là vào những cái tháng thuận ha. Thì đó là những sơ khởi về sao hạn vận niên của cái người nhâm tuất cả nam lẫn nữ mạng. Từ cái sao hạn vận niên này mình sẽ ứng dụng ngược vào cái vận hạn của 6 tháng cuối năm của người của cái năm Tân Sửu. Hãy nhớ rằng là tất cả các tuổi nào Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, bốn cái tuổi này sẽ chịu thái tuế ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021. Ví dụ như những người tuổi Sửu đi là trực thái tuế, tuổi Mùi là xung thái tuế, tuổi Tuất là hình thái tuế, thì tuổi Thìn là phạm thái tuế. Cho nên là dù gì đi nữa thì thái tuế nó cũng ở trong hạn của mình, có những cái nặng tay, có những cái chuyện nó rất là khó chịu. Bây giờ thì mình sẽ xét xem coi là đối với người nhâm tuất ở trong vận hạn 6 tháng cuối năm may mắn ở điểm nào và xấu ở điểm nào. Dĩ nhiên ha, mình đã đưa ra là một cái có thể là thí dụ như đối với sao hạn thì năm nay người nhâm tuất nữ mạng là 8 điểm, thì người nhâm tuất nam mạng chỉ có 4 điểm thôi. Kết hợp với vận hạn trên dựa trên các sao thì nó sẽ đưa ra những cái nặng nề hay là không có nặng nề. Đầu tiên hết á, trong cái vận trình 6 tháng cuối năm á, chính là tháng Bính Thân. Tháng Bính Thân tức là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Tháng này thì người nào theo đạo Phật nói chổi hay tháng này là tháng cô hồn được thả ra, cho nên là nhiều cái chuyện xấu trục trặc chút chắc hay xảy ra, tai nạn rồi này kia xảy ra. Thì đúng là người nhâm tuất, đặc biệt là nhâm tuất nam mạng thì cẩn thận tháng này. Vì sao? Tháng Bính Thân là hỏa mà người nhâm tuất là mệnh thủy, thì như vậy là một bản mệnh thủy khắc hỏa ha, bản mệnh khắc than, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng những cái bệnh nạn nhẹ. Thiên can á, nhâm của nhâm tuất sẽ khắc chữ bính, thiên can khắc thác, công việc dễ xảy ra điều không tốt đẹp, tranh chấp hoặc là thị phi ở trong công việc. Người có sao thái âm nữ mạng cũng không có ngon lành, chứ đừng nói gì cái người mà có sao thái bạch các em nam mạng ha. Nữ mạng thái âm cũng không tốt đẹp gì. Thân tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không có sự khác nhau về phần địa chi. Như vậy gia đạo tình cảm không có quá là vấn đề nặng nề. Tuy nhiên ở trong cái tháng này có hai cái, đó là bổn mạng và công việc, thì cần phải cẩn thận nhiều thứ.
Đó là những cái đó. Rồi tháng tiếp theo là tháng Đinh Dậu. À, tháng Đinh Dậu tức là tháng Trung Thu của năm Tân Sửu năm 2021. Thì tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy thì xét về trụ mạng cũng giống như tháng 7, khi mà thủy của bổn mạng khắc hỏa của tháng. À, như vậy thì là bản mệnh khắc tháng, sức khỏe cũng tiếp tục gặp không tốt, đề phòng những cái tai nạn bệnh nạn nhẹ. Rồi thiên can thì tốt đẹp hơn rất nhiều so với tháng 7. Vì sao? Vì chữ đinh hợp chữ nhâm. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc thuận thành, tài lộc dễ sinh. Đây là tháng tài lộc dễ sinh đối với nữ mạng. Nam mạng cũng có thể có chứ không phải là không, nhưng mà không có nhiều, không có may mắn như là nữ. À, cái sự may mắn ở trong cái tháng này về công việc tài lộc thì là nữ nhiều tốt hơn nam. Dù sao là nữ 8 điểm, nam 4 điểm, mà cộng với cái tháng được tương sinh về thuộc thiên can ngũ ngũ hợp, mà cái chủ thiên can thì thường nói về công việc thì nó sẽ không có thể nào mà nói là không có tốt đẹp được. Rồi địa chi Dậu với Tuất. Dậu với Tuất là thuộc cái địa chi lục hại, nhị hại sêu với so với cái người miền Nam, nhưng mà lục hại so với người miền Bắc. Cho nên là cẩn thận gia đạo tình cảm ở trong cái tháng này nó có nhiều rối rắm. Đừng có mà ỷ lại, thậm chí tháng lục hại nó còn xấu hơn là tháng tuổi, tháng 9 âm lịch về cái sự mà rắc rối trong tình cảm gia đạo buồn phiền. Cho nên là cẩn thận, đặc biệt là nữ mạng khi có thái âm. Thái âm thì tháng 8 là đối với cái người mà nhâm tuất thì là tháng 8 là nó bị suy yếu ha. Tùy nha, cái sao thái âm còn tùy vào tuổi nào để mà suy yếu hàng năm, chứ không phải là có một số sách viết là sao thái âm là cứ tháng 10 là không có phát huy tác dụng. Nhưng phải kết hợp với lại thiên can địa chi bổn mệnh của cái người đứng chủ cái sao đó, để mà cái sao đó nó mất chí khí ở tháng nào. Thì đối với người nhâm tuất nữ mạng thì mình thấy rằng là sẽ mất chí khí ở tháng 8. Mọi người sẽ thử cứ luận từ từ, mọi người sẽ đến đó thì mọi người sẽ thấy nó mất chí khí như thế nào. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất là một tháng mộc. Như vậy thì bổn mạng cũng chỉ tốt hơn cái hai cái tháng 7, 8 một tí xíu thôi. Vì sao? Vì thủy của bổn mạng sinh xuất tháng mộc. Bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng không tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế suy yếu. Giống như là phúc tinh thái âm của nữ mạng nó cũng suy yếu đi, mất đi cái khả năng của đó. Thiên can thì chữ mậu của Mậu Tuất khắc chữ nhâm. Đây là tháng khắc thiên can rất là xấu, công việc cẩn trọng lâm vào bế tắc. Đối với nam có sao thái bạch thì cẩn thận mất tiền. Còn là đây là cái tháng rất là dễ đau tụ đình, dính với sự kiện thưa pháp luật tai tiếng. Cho nên là cả nam lẫn nữ dù là có thái âm hay thái bạch thì cũng phải cẩn thận, đừng có ỷ lại coi chừng không kịp hối. Tháng này về địa chi là tháng tuổi nữa, tháng tuất của năm năm sửu. Gặp người tuổi tuất thì bây giờ năm sinh tháng tuổi nó khá là xung khắc, cho nên gia đạo tình cảm tiếp tục là một cái tháng không có tốt đẹp. Hai tháng liên tiếp bị cái trụ địa chi không tốt như thế này thì cẩn thận những cái mối quan hệ làm ăn trong xã hội, hoặc là nếu mà đi làm thì ở trong cái công việc thì phải cẩn thận thị phi tai tiếng. Nhất là đối với nam khi có sao thái bạch thì nó sinh xuất nhiều thứ ha. Tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc, cho nên nó cũng không khác gì tháng 9. Khi bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe xấu, đề phòng cái phúc tinh và tài tinh nó suy yếu đi, thì nó sẽ đem lại nhiều cái phá trở của phá và bại tinh. Thiên can thì kỷ và nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng về chủ thần tử vi. Ok, không có vấn đề, có vẻ tháng này sẽ đỡ đần hơn cái tháng 9 về công việc tài lộc, mọi thứ nó
thiên can không bị xung khắc, cho nên là có thể là nhẹ nhàng, hoặc là giải quyết những cái hậu quả của tháng 9, hoặc là những cái điều vui vẻ nó sẽ đến với mình, cái cơ hội ha. Qua khỏi tháng 9 là qua khỏi cái nấc xấu của người Nhâm Tuất. Rồi. Địa chi Hợi Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung khắc nhau về mặt tử vi. Đây là tháng chuyển vận đỡ hơn cái sự xung khắc ở trong gia đạo tình cảm cũng như là các mối quan hệ trong công việc, nó sẽ hanh thông hơn. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 11 là tháng Canh Tý. Canh Tý thì thuộc thổ. Như vậy thì bổn mạng sẽ cực kỳ xấu khi sao, thổ của tháng khắc thủy, tháng khắc bản mệnh. Đây là một cái điều không tốt. Cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Người mệnh thủy gặp năm thổ, bây giờ gặp luôn tháng thổ nữa thì là bổn mạng xấu ha. Thiên can thì canh nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của canh là kim, nhâm quý là thủy. Như vậy là người Nhâm Tuất được nạp âm ngũ hành của thiên can tháng 11 tương sinh. Đây là tháng có thể là có tài lộc, công việc hanh thông, có tài lộc nhưng không lớn, đừng có mong cầu gì nhiều ở đây. Rồi, địa chi Tý Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau. Ok, không vấn đề trong chuyện tình cảm gia đạo. Nhưng hãy nhớ mình khuyên ha, hai cái tháng 11 và tháng 12 thì cực kỳ phải cẩn thận cho cái bộ mạng sức khỏe của mình. Vì sao? Vì đó là tháng thổ của năm thổ luôn, mà người mệnh thủy dù là đại hải thủy đi nữa thì thổ nó vẫn tương khắc ha. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu luôn. Cái năm này nó có nhiều cái sự khó khăn, đặc biệt là do là có luôn cả tháng tháng tụ tháng của năm luôn, ví dụ tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu luôn đó. Thì tháng Tân Sửu thì lại là tháng thổ tiếp, bổn mạng và sức khỏe cũng không khác gì tháng 11, khi thổ của tháng cũng như thổ của năm khắc thủy. Tháng khắc bản mệnh không tốt, bổn mạng cẩn trọng, những cái tai nạn bệnh nạn tạm thân của mình. Thiên can thì tân nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ của mặt tử vi, cũng giống như tháng 11, khi tân canh thì thuộc kim, nhâm thì thuộc thủy, cho nên đây là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, tốt cho công việc, tốt cho tài lộc. Tuy nhiên là tháng Tuất, người thì tuổi Sửu, xét về địa chi là thìn tuất sửu mùi, nằm trong bộ tứ hành xung, còn người ta gọi đây là cái cặp địa chi tự hình, lục hình, tùy vào cái cách gọi. Thì đây là cái cẩn thận những cái việc mà gia đạo không vui vẻ. Tháng này là tháng cuối cùng của năm, hy vọng rằng là những cái điều năm hết Tết đến mình xí xóa cho nhau, để cho không quá xung khắc ở trong mọi điều. Người Thái Bạch của Nam Mạng Nhâm Tuất thì nó sẽ phát huy nặng nề hơn những tháng xung như thế này về địa chi nữa, cho nên là người Nhâm Tuất Nam Mạng cẩn thận luôn tháng 12. Như vậy thì xét về cái bổn mạng trong cái vận trình 6 tháng cuối năm, thì cả 6 tháng đều là những cái tháng không tốt đẹp về bổn mạng sức khỏe xét trên trụ mạng. Vì sao? Vì hai tháng đầu là gì, là bản mệnh khắc tháng, hai tháng giữa thì là bản mệnh sinh xuất, hai tháng cuối là bị tháng tương khắc. Cho nên 6 tháng cuối năm dù không phải là năm trực thái tới hay xung thái tới, nhưng mà người Nhâm Tuất thì cũng phải cẩn thận bổn mạng và sức khỏe của mình. Đặc biệt đối với người Nam Mạng, khi có sao Thái Bạch thì rất có dễ có những cái chuyện suy hao về sức khỏe cũng như tài lộc, thậm chí là hay có về phần càng về phần cuối năm thì hay có cái thêm tan môn đáo cung hạn, sẽ rất là dễ xảy ra cái việc mà chia lìa giữa những cái người thân, đặc biệt là những người lớn, người ta kêu là đại tang trong gia đạo. Nữ mạng cũng có chứ không phải không. Tuy nhiên là hy vọng với cái sao Thái Âm, một phúc tinh sẽ phần nào khống chế cái việc của tang môn, không có đến nỗi làm cho các em phải nước mắt đưa tiễn người thân. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong
cái vận trình 6 tháng cuối năm của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi Nhâm Tuất nam và nữ mạng. Hy vọng rằng những thông tin vừa chia sẻ sẽ giúp các em có cái nhận định tốt hơn để mà đưa ra cái kế hoạch ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021. Một năm mà chúng ta bị hình thái tuế vẫn có được những cái sự thành công, vì ứng dụng tốt hay xấu một cái thông tin là do bản thân của các em tự ứng dụng, chứ không phải là anh nói cái thông tin xấu ra cái tụi em thôi không làm gì hết ha, cái đó là không phải nha. Rồi, nếu các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở đây, cái hình tròn tròn, để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.